là đứa con thứ 9 của Long Vương. Của Long Vương là sinh vật thích ăn vàng, châu báu, nhưng không đáy, da dày không đáy, chỉ ăn vào nhưng không thải ra. Thải ra đó là tê hưu. Tê hưu các bạn ạ, một loại linh vật, một linh vật, một linh vật với dáng khá đẹp, khá đẹp, mạnh mẽ, dáng như sư tử, đầu thì đầu rồng, thân ngựa, chân thì kỳ lân, kỳ lân. Từ những cục đá thanh trắng anh em điêu khắc ra cặp kỳ lân này bằng đá nguyên khối các bạn nhé. Dưới là hai lớp tiền, hai lớp đồng tiền, nặng cực kỳ các bạn ạ. Đá thanh ngoài tác dụng phong thủy của kỳ lân, các bạn sẽ có tác dụng về đá thạch anh này, đá trắng tự nhiên Việt Nam, không phải là bột ép các bạn, nên rất chìa nặng nha, rất chìa nặng, rất chìa nặng, có thể để cho con cháu đời sau không giờ hỏng. Và vật phẩm phong thủy khá quý hiếm, quá hiếm các bạn ạ. Đây anh em, toàn những đá thạch nguyên khối tự nhiên, và phía dưới kia là những cục đá thạch anh em chuyên chế tác ra những vật phẩm phong thủy nguyên khối, không phải bột ép, không phải pha lê, rất nặng, rất nặng, rất nặng. Đầu kỳ lân các bạn ạ, rất đẹp. Đây nặng, anh em đục, anh em đục tượng bằng tay, làm khá tỉ mỉ. Đá thanh là một dạng đá bón quý, khá là cứng, khá cứng nên khá giòn, khá giòn nên làm và đánh bóng khá là cực, khá là cực, không phải bột ép. Làm 2 kg, đây một cặp của bạn, rất đẹp các bạn thấy không? Hai này các bạn thấy những vết vân này khác không? Cậu bên em có này, đây này, hoàn toàn tự nhiên các bạn nhé. Anh em nhà sàn chuyên chế tác vật phẩm phong thủy từ đá bán quý tự nhiên, dành cho cô bác đam mê trời đá thật. Anh em sàn Tây Nguyên xin chào và hẹn gặp lại.